Đây, chào 10.000 anh em nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã đăng ký kênh của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với tất cả mọi người một clip câu cá lóc, cũng như là review hồ dịch vụ mới và những cái hồ tiếp theo mình sẽ đi. Anh em nào muốn tìm hiểu về hồ thì cứ xem clip của mình nha, đăng ký kênh nha. Và cái vị trí hồ thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Rồi ở cái hồ lần này thì hôm nay thì mình đang có mặt tại hồ câu cá giải trí Năm Chặng nha anh em. Hồ có cái gì Năm Chặng thì nó sẽ đối diện hồ Ao Sen, và cái hồ này là hồ Ba Vui cũ nè anh em. Hồ này là hồ mà Thánh Té Hồ Hải Nờ đã từng té ở đây nè đó, anh em nhớ chưa? Nhưng mà nó thay đổi chủ mới và nó đổi tên là hồ Năm Chặng đấy. Khuôn viên hồ thì vẫn như cũ thôi, nhưng mà có bổ sung những cái hồ phía sau nha anh em. Điều tổng cộng trong đây là có 1, 2, 3 hồ, và bên đây là hồ thứ tư đánh cá lóc đó. Thì cái hồ này hồ mới làm nè anh em, mới làm sen hình như mới trồng thôi. Và cái hồ cuối cùng bên kia á là cái hồ của anh em ngâm cá tra. Thì giá của cá tra thì mình chưa có hỏi, nhưng mà chắc cũng như chỗ khác thôi. Mình nghĩ ở bên kia có câu tay nữa anh em, rất là nhiều chú bác đang câu tay bên kia, câu cá rô rồi hay sao á, mình nghĩ vậy. Rồi vị trí câu lóc là 4 hồ nha anh em, 4 hồ đấy. Thì những cái hồ bên đây là những cái hồ cũ này, thì cái nền nó là có sẵn rồi, thì cá lóc sẽ dựa vào cái hồ này khá là nhiều, đa phần là dựa vào cái hồ này nhiều nhất, hồ chính giữa này anh em rồi đi đánh thì hồ này nha. Còn cái hồ này cái nền nó hơi mới, cũng có cá thả nhưng mà nó sẽ chậm ăn hơn so với cái nền cũ. Ok cho anh em. Rồi hôm nay thì mình đi câu thì gồm có mình với lại đồng chí Phát đó, với lại anh Nghiệp. Anh Nghiệp đang câu bên kia đó, góc bên kia kìa đó. Thì giá của hồ thì nó là cũng giống như bên Ao Sen đối diện, thì là 2 tiếng đầu tiên là 150 nha anh em, và cái tiếng tiếp theo là có 50.000 thôi, giống y chang bên Ao Sen vậy đó. Nhưng mà địa hình ở đây thì anh em có thể đánh được cá sắt nè, rồi đánh các kiểu luôn, vì nó có địa hình trống và nó cũng làm theo một cái địa hình sen nữa, giống như bên kia, nó cũng tương tự nhau thôi. Chòi rất là nhiều anh em, chòi ở đây thì phục vụ ăn uống nước thuốc đầy đủ nha anh em. Đó, một nơi để anh em có thể đến giải trí và ăn uống, nói chung là ngày cuối tuần, những ngày mưa gió thì anh em mình ít đi dịch vụ lắm, ít đi tự nhiên lắm, mình đi dịch vụ thôi ha. Rồi ở đây cũng giống như bên Ao Sen nha, bữa mình không có nói là nếu mà câu nguyên ngày á thì cái suất nó chỉ là 400k câu nguyên ngày nha anh em. Anh em vô mà vô quyết định câu nguyên ngày thì nói thẳng em câu nguyên ngày để tính suất 400k, chứ anh em đừng tính tiếng thì nó sẽ nhiệt cao hơn một xíu chưa. Rồi ở đây cũng như bên kia nó đều có heo nha anh em. Anh em câu được bông thì sẽ có heo nha, heo thì tùy theo đợt nha, đợt anh em nào mà dành heo rồi thì heo nó ít tiền đi. Rồi, heo hôm nay tại hồ là hơn 1 triệu mấy rồi, nãy mình hỏi là hơn 1 triệu mấy rồi anh em. Heo là anh em câu dính cái lóc bông á. Đấy, hy vọng là mình tí nữa mình sẽ may mắn nha. Tại là mấy anh em đã xuống cần rồi, nhưng mà tí nữa mình mới xuống. Đây, hôm nay đi thì hồ nó hơi vắng một xíu, tại là hồ nếu mà tính cả mình thì có 4 con thủ thôi. Đấy, chắc có lẽ là nhiều anh em tưởng là hồ trước là hồ Ba Vui nó đóng cửa nên anh em chưa đến á, thì hôm nay nó đã mở cửa và trở thành hồ Năm Chặng rồi nha. Rồi quay sơ sơ phổ biến anh em sơ sơ thôi, giờ bọn mình bắt đầu ra cần set up máy quay nha anh em. Mình sẽ set up máy quay. Chạy hơi đi. Đây giờ mình bắt đầu đi câu nha anh em. Mồi mình xài sẽ là mồi nhé hơi HVA Pháp. Đó, ngoài này câu sen cho nó vui. Mấy anh em bên kia thì sẽ câu mồi mềm với cá sắt. Đó, nhưng mà mình thích cái cảnh mà cá táp mồi anh em,
cảnh cá tắm mồi lúc nào nó cũng đã hơn là những cái cảnh cá ăn chìm đó. Mình sẽ qua đây, nhưng mà sáng này vô mưa hoài anh em, mình toàn ngồi chơi không à, nhìn anh em lên cá không cái mình không đánh, tại vì mình quay phim á. Cái này địa hình nước nước kiểu như nó nước lợ anh em, nên là mưa nó cũng có một chút lợ, nên mình sợ ảnh hưởng tới máy quay của mình á, nên mình sẽ không quay, mình chỉ ngồi chơi thôi. Giờ bắt đầu câu ha. Rồi anh em chúc mình lên nhiều Hugo nha, cảm ơn anh em đã xem. Sao chưa thấy cá đâu, nhưng mà nó nhìn không à, nó không ăn. Cá thấy mình nó nhìn không à, nó không ăn. Cá đây nó bị lú rồi. Lên hàng nha anh em. Cá mập. Đây đây. Tưởng là nó lú hết rồi anh em, nhưng cuối cùng nó cũng chịu ăn. Đây anh em, con cá đầu tiên. Con này chắc cả ký ạ, bụng bự quá. Cái màu quá. Nó táp tới lần thứ 6 nó mới dính á. À, tại nó táp chặt không à. Xong ạ. Xong anh nhóng. Táp 3 cái không trúng. Xong nhóng tiếp. Nhóng lần nào nó táp trúng thì thôi mà. Trời, dính vô lưỡi làm sao mà xảy được không biết. Ui. Có tùng rồi nha anh em, con đầu tiên nha. Sau một thời gian nghỉ mưa gió thì đã có tùng. Đây là con đầu tiên của mình nha. Em mới chửi nó mù xong cái nó táp luôn đó. Tại thấy nó lên thở mà nó không ăn. Cái chỗ nào móc hay là móc đại anh? Thả ra chắc nó không trôi luôn nha. Yeah. Cảm ơn nha. Má có kìm cho nó dính đây khó chịu thiệt chứ. Ui, hay quá. Con thủ lên hàng anh em. Từ từ thôi, từ từ thôi. Ôi. Cho nó. Trời ơi, làm mừng hụt. Kêu rét đã hả? Đến hẹn.
nhé. Quá mập anh em. Ôi, khá mập khá mập. Ui, dậy ghê quá. Con thứ hai nha anh em. Con thứ hai. Yeah. Nhưng mà tới giờ nó ăn uống với hơi cái vậy hiệu quả hơn anh em. Lụm hai cháu. Dạ. Dạ kênh Trai Già Vlog chú. Trai Già Vlog anh. Trai Già. Hôm kia mới quay review hồ ao sen, nay qua đây. Bển em câu 3 tiếng được 4 con. Đúng rồi. Hay quá. Nó hát. Đây có gần thủ trên hồ. Từ từ thôi, từ từ thôi. Đứt dây á. Gần thủ đang lên hàng cả nha. Đó, quen rất là nhanh luôn. Ủa quýnh lưỡi như thật à? Hai nhé hơi vậy? Ờ nhé hơi. Hay quá. Ok. Quá đẹp. Gần thủ này lên con thứ hai rồi kìa nha. Đấy. Cái cá nó ăn có giờ nha mọi người. Tới cái giờ nó ăn thì cũng lên đều đều á. Nhưng hiện tại thì mình mới có hai con thôi nha. Để mình câu tiếp rồi tới cuối ngày mình chia sẻ anh em sau. Đây nè mọi người, đó, xếp cốc đồ nè, giá nè, quay clip nè ha. Mới ra được làm vài đường, mưa mất tiêu rồi. Giờ mình lại vô trong đây mình nghỉ ngơi anh em. Tí hết mưa mình lại câu tiếp ha. Đây, mấy anh em vẫn đam mê vẫn còn bào đây. Mình thì đi quay á, thì nó liên quan tới máy quay này kia anh em. Còn mà cái nước này nó lên nó nước mặn, nước lợ đâu á. Nên là ảnh hưởng máy quay mình nhiều lắm. Nên mình sẽ không có câu trời mưa nha. Mình sẽ không có câu trời mưa. Câu trời mưa thì không có quay phim được anh em. Đấy, giờ nghỉ ngơi đã. Nghiệp lên hàng rồi cả nhà. Hay quá, mình vừa canh được khoảnh khắc anh Hiệp lên hàng. Hay quá Nghiệp ơi. Hugo Hugo. Yeah. Có tùng, có tùng. 4 tùng rồi anh em. 4 tùng rồi, hôm nay được 4 con rồi. Cao thủ đã tái xuất nhân hồn. Sau thời gian vắng bóng. Sau thời gian chạy chùa ở đây được 4 con. Không còn. Đấy, gỡ cái lóc phải có kìm kẹp cái này anh em. Đúng rồi, sẽ không cao. Bị vào tay. Đây mình để kiếm tiền để mình đi câu cá lóc. Mùi nó cắn sâu quá. Gửi cái thế, lấy cái thế đừng gửi đất. Đây em gửi. Đây đây. Đó. Yeah. Ok. Trong một thời gian nghỉ mưa thì giờ nó đã tạnh tạnh anh em. Mình cũng bắt đầu đi câu nha. Nãy giờ đu núp quá. Đu núp quá. Cũng còn đúng không?
Đó. Em mới hai con thôi, để em dí anh nha. Em đi dí anh nha. Cá. Thùng cá đầy nè. Bự không nha anh em. Có cá ký không á. Nãy hai con kia của em cân là 2,2 kg đó. Hai con 2,2 kg hả? Ừ. Ừ thấy. Một con em lấy con bự nhất em nướng cho anh chiên xù cho anh ăn nhậu rồi đó. Không nhậu. Không nhậu. Đi hiền vậy. Lên hả? Nè anh em. Mới đầu tấp chật mà. Yeah. Có đã. Lên hàng nha anh em. Con thứ N. Dạ cũng được. Đi đâu đi đâu. Má đóng lên não rồi sao mà xảy nổi trời. Đóng lên má đào luôn rồi. Yeah. Đây anh em, toàn toàn cảnh câu cá hôm nay. Mới tới 2 giờ thôi. Mà anh em đã trốn trong nấp mưa rồi. Sáng giờ mưa ít nhất phải 10 trận. Đi câu nữa. Đây. Toàn cảnh đi câu. Đi câu gì chấm bả vậy. Câu mới được 2 tiếng mà mưa 10 trận rồi. Khó khăn vậy. Cá đây anh em, sau khi câu xong bắt đầu anh em tôi chuẩn bị về nha. Tí nữa mình sẽ đổ cá cho anh em xem. Tí đổ ra đây nha. Bây giờ mình đọc bill cho anh em xem nè. Thì hôm nay mình câu tầm 2-3 tiếng thôi. Thì anh Nghiệp thì được 4 con, mình thì 3 con và Phát thì 2 con. Thì cái giá tiền câu của ba anh em là hết 750, nhưng mà mưa gió quá thì chủ hồ giảm còn 600.000 nè. Tổng cộng thì ba anh em ăn uống rồi câu quá trời quá đất luôn là hết 815.000, khá là rẻ anh em. Chung là bữa giờ mình đi câu hồ nào cũng tính giá cũng ok hết. Chung là mình thấy khá là ổn câu giải trí đó. Rồi mà giờ bắt đầu mình đổ cá ra mình cho anh em coi nha. Rồi các bạn, đây là mình ở chỗ An để thả cá nè. Bây giờ đổ cá. Đây anh em, giờ mình sẽ đổ cá cho anh em xem cá của ba anh em câu trong vòng 2-3 tiếng hồ nha. Gần 4 tiếng rồi, nhưng mà mưa gió rồi chắc tính câu chắc được 2 tiếng rồi. Đây. Từ từ ba, nhiều quá nó ra không hết. Đây có 1 con lên dĩa chiên xù đó anh em. Nên anh em, giờ là mình xin kết thúc video tại đây nha. Chào tất cả mọi người. Anh em nào muốn câu cá thì cứ thể xuống phần mô tả mình có để cái vị trí hồ nha anh em. Rồi mình chào anh em nha.